thành phố Hồ Chí Minh mắc dịch và sự bất công cho người vô sản. Sau 2 ngày, qua 3 lần họp bàn chuyện thay đổi các phương án dập dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và quan chức thành phố đã đi đến quyết định áp dụng chỉ thị 16 trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Chỉ thị 16 thể hiện sự quyết liệt nhất vì đây là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh, lan rộng nhanh và phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị này quy định cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, nhà này không qua nhà kia, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không tụ tập quá 2 người ngoài công sở, bệnh viện, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa 2 người là 2 mét, đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ngoại trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, ngừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định bảo đảm lượng hàng hóa cung ứng, người dân không cần mua tích trữ, không tập trung đông người và bình tĩnh, tin tưởng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Ông mong muốn người dân ủng hộ, cảm thông khi thành phố áp dụng biện pháp giãn cách, cách ly trên diện rộng. Biện pháp tương tự cũng đã từng được áp dụng trước đó tại một số địa phương trong thành phố 10 triệu dân này, cho nên cũng không làm dân Sài Gòn phải bức xúc lắm. Ngược lại, nhiều người tỏ ra đồng tình, cảm thấy cần thiết để nếu tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt thì hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, như ông chủ tịch thành phố nói. Tuy nhiên, điều lo lắng cho hàng triệu người dân nghèo của thành phố này là bữa cơm sống qua ngày. Cả tháng qua, bị dịch COVID-19, chính phủ khư khư ôm chặt túi tiền, không lo gì được cho những người cơm hàng cháo chợ, tay làm hàm nhai, lương làm hàng ngày chỉ đủ ăn từng bữa. Những người lang thang, không cửa, không nhà. Một số người may mắn được các nhóm thiện nguyện mời ăn ngày một bữa với tinh thần lá lành đùm lá rách, còn lại thì phải chịu đói. Ít nhất, trong 15 ngày phong tỏa toàn thành phố, trách nhiệm của nhà nước là làm sao chu toàn bữa ăn cho 230.000 người sống dưới đáy xã hội. Cho đến nay, chính phủ vẫn chưa đưa ra được một kế hoạch nào cho họ yên tâm, ngoài câu trấn an của ông chủ tịch thành phố khẳng định, bảo đảm lượng hàng hóa cung ứng, người dân không cần mua tích trữ. Khổ nỗi, người tích trữ được, người tranh giành thực phẩm, giấy vệ sinh trong siêu thị được, lại là những người mà tủ lạnh có thể lúc nào cũng đầy ắp. Còn dân sống trên hè phố gầm cầu, người bán hàng rong, buôn gánh bán bưng, lượm rác, phế liệu, đi bán lẻ giá số, thì lấy đâu ra tiền để mua hàng tích trữ. Gói cứu trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ hứa từ đầu trận dịch hơn một năm nay chưa thấy đâu. Gói cứu trợ vài trăm tỷ cho người nghèo thành phố Hồ Chí Minh nghe hứa sẽ trao tận tay dân trong tháng 7. Liệu có hay không? Và liệu với thủ tục rườm rà quá mức, thói lười biếng quan liêu tham nhũng của nhân viên chính phủ từ cấp cao đến anh thư ký, thì liệu tiền có đến tay người nghèo thật hay không? Và nếu có đến tay họ, thì bao giờ? Điều kiện then chốt để Sở Thương binh Xã hội và Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho người nhận cứu trợ là người lao động tự do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, phải có nơi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Những người thật sự vô sản phải ăn xin sống dưới gầm cầu, trên vỉa hè, trong nhà lòng chợ, không phải người có địa chỉ thường trú, tạm trú, đã bị gạt bỏ ra ngoài danh sách. Thu tiền xét nghiệm COVID là chuyện vô cùng trái khuấy. Trong đất nước mà các lãnh đạo đã được chích vaccine từ lâu, ngồi trong phòng lạnh kêu dân phải tích cực góp tay với nhà nước chống dịch như chống giặc. Người dân nghèo làm sao chống nổi giặc khi phải bỏ ra hàng trăm ngàn để có tấm hộ chiếu này để đi làm thuê, di chuyển kiếm sống, trở về quê. Họ mất bao nhiêu bữa ăn, con họ mất bao nhiêu bữa sữa cho một tờ chứng nhận chỉ có giá trị vài ngày. Thu tiền xét nghiệm là lối làm tiền tồi bại nhất mà nhà nước Việt Nam cho phép các bệnh viện công moi túi người dân. Nghị quyết 16 về cách chi phí, cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 quy định. Với người Việt Nam ở trong nước, phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch. Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định. Trường hợp cách ly tại các cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung, thì chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng một người cho một ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung.
một người chịu cách ly 21 ngày trong doanh trại quân đội sẽ phải trả khoảng 1 triệu 600 ngàn đồng. Với thành phần người lao động, chân tay thì thật không dễ dàng có số tiền này. Vì vậy, nhiều người đã bỏ trốn khu cách ly để không phải mang nợ. Người dân cũng không khỏi chê trách, nghi ngờ khi chính phủ nói đủ tiền để mua thuốc chủng ngừa COVID-19, nhưng lại mang lòng yêu nước thương nòi ra chiêu dụ người dân góp tiền cho chính phủ mua thuốc. Đã có hàng ngàn tỷ đồng được các đại gia, các công ty lớn trực thuộc nhà nước đóng góp, nhưng nhà nước vẫn muốn rút ruột người dân, mà tuyệt đại đa số là dân nghèo. Người dân, từ người buôn thúng bán bưng, anh xe ôm, nhận hàng chục tin nhắn xin tiền gửi qua điện thoại mỗi ngày. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc, ban phụ nữ, thương binh xã hội lần lượt bền bỉ gõ cửa từ nhà này sang nhà khác. Một người dân thuộc phủ Diễn Châu, Nghệ An cho biết, dân xã nghèo của chị đã phải đóng tới 400 triệu cho chương trình mua thuốc chích ngừa mới thoát sự quấy nhiễu, xin xỏ của chính quyền và các ban bệ của xã. Chính phủ đớn định chia chích vaccine làm 3 cấp. Một cấp ưu tiên không phải trả tiền. Cấp thứ hai tình nguyện chích dịch vụ, có nghĩa là bỏ tiền với giá rất cao để được ưu tiên chích trước. Nhóm thứ ba được chích miễn phí nhưng khuyến khích giúp tiền tùy lòng hảo tâm. Đã có vài nhóm tư nhân đón lõng trước để thu lợi trong chương trình tiêm chủng trả tiền và đã bắt đầu nhận ghi tên người muốn chích ngừa trả tiền. Dịch vụ kiểu này cũng nhanh chóng được nhiều cơ quan nhà nước ở nhiều nơi áp dụng tinh vi. Với đầy quyền lực hơn, người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái phản ánh đến phóng viên báo Lao Động về việc tổ dân phố đi vận động các gia đình đăng ký danh sách tiêm vaccine COVID-19. Mỗi người muốn tiêm vaccine phải tự nộp kinh phí 650.000 đồng cho 2 mũi tiêm. Ủy ban Nhân dân thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, ngày 3 tháng 6 đã ban hành công văn nội dung kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả. Còn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì gửi văn thư khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn chủ động nguồn kinh phí để bảo đảm việc tiêm vaccine cho cán bộ, công nhân, người lao động của doanh nghiệp, đơn vị. Hà Nội cho rằng điều này phù hợp với nghị quyết 21 của chính phủ. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận tổng cộng khoảng 7 triệu liều vaccine, trong đó 2 triệu rưỡi liều do COVAX Facility hỗ trợ. Hơn 400.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, khoảng 4 triệu liều vaccine do chính phủ các nước tư bản Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản, Úc tặng. Trung Quốc cũng tặng vài trăm ngàn liều, nhưng yêu cầu chính phủ Việt Nam phải chích ngừa cho dân Trung Hoa sống và làm việc tại Việt Nam trước. Nhờ trận đại dịch COVID-19, nhiều công ty dược trên thế giới đã làm giàu nhờ sản xuất vaccine. Việt Nam còn đang lúng túng, chưa thể sản xuất được thuốc ngừa, nhưng chính phủ đã rất nhanh chóng moi móc được tiền từ trong dân. Trong lúc người dân nhiều nước được chính phủ lo cho miếng ăn với các gói cứu trợ hào phóng, thì tại Việt Nam, người bị hất hủi, thiệt thòi nhất là giai cấp vô sản chuyên chính, chỗ dựa của Đảng Cộng sản Việt Nam.